trở thành thiên long hay địa long, chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô tôi đi và bảo vệ cậu mà thôi. Cho nên tôi sẽ bảo vệ nơi mà hai người có thể sống hạnh phúc. Tôi sẽ trở thành kết giới để bảo vệ địa cầu này. Đó là tương lai mà tôi đã chọn.